Warren Buffett đã mất 9,8 tỷ đô la vì COVID-19, các siêu tỷ phú khác mất bao nhiêu? Warren Buffett đã mất 9,8 tỷ đô la vì COVID-19. Tổng tài sản của nhà tiên tri Omaha giảm xuống còn 80,3 tỷ đô la. Khi virus corona lan rộng ra hơn 60 quốc gia, toàn bộ thị trường, chứng khoán đỏ lửa và trở thành tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, 10 tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 83,4 tỷ đô la. Ông chủ Amazon, Jeff Bezos, đã mất 14,1 tỷ đô la trong tuần qua, khiến ông trở thành người chịu thiệt hại nặng nề nhất khi thị trường đóng cửa. Vào thứ Sáu, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos ở mức 113,6 tỷ đô la. Ảnh, Getty. Warren Buffett đã mất 9,8 tỷ đô la vì COVID-19. Tổng tài sản của nhà tiên tri Omaha giảm xuống còn 80,3 tỷ đô la. Ông nói rằng sự hoảng loạn của các nhà đầu tư đã khiến ông phải thay đổi chiến lược của mình cho Berkshire Hathaway. Tập đoàn của ông đã mua lại nhiều doanh nghiệp 20, 30 năm tuổi. Ông cho rằng triển vọng của các công ty này sẽ không bị thay đổi bởi đại dịch. Ảnh, CN bán công, bưu chính. Giá cổ phiếu Tesla đã tăng nhanh trong 6 tháng qua cũng không khiến Elon Musk đứng ngoài tác động của COVID-19. Tỷ phú công nghệ đã mất 8,9 tỷ đô la trong tuần qua, khiến giá trị tài sản ròng của ông giảm xuống còn 34,7 tỷ đô la. Kế hoạch mở rộng thị trường tại Trung Quốc của Tesla đã bị virus corona làm gián đoạn do sự bùng phát của đại dịch. Hãng ô tô điện hàng đầu đã đóng cửa nhà máy mới ở Thượng Hải trong 2 tuần. Ảnh, Getty. Cuối phiên giao dịch 27/2, khi các nhà giao dịch phản ứng với kết quả tài chính đáng thất vọng của Facebook, công ty này đã mất gần 40 tỷ đô la. Mark Zuckerberg cũng mất 5,2 tỷ đô la tài sản ròng của mình. Giá cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã giảm 6% sau khi công ty tiết lộ mức tăng trưởng doanh thu chậm nhất từ trước đến nay, và phải bỏ ra 550 triệu đô la để giải quyết vụ kiện về tính năng nhận diện khuôn mặt. Ảnh, Dollar Today. Larry Ellison và gã khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm Oracle cũng không đứng ngoài tác động lần này. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/2, ông hoàng công nghệ mất 7,7 tỷ đô la tài sản ròng. Ảnh, Tam. Bernard Arnault và tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH cũng mất hàng tỷ đồng. Sự bùng phát virus corona đã phá vỡ chuỗi cung ứng bán lẻ cho các thương hiệu thời trang cao cấp, vì hơn 1/3 sản phẩm cả các hàng này được sản xuất tại Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi giá trị tài sản ròng của Arnault đã giảm 7,4 tỷ đô la xuống còn 97,8 tỷ đô la khi cổ phiếu của LVMH tụt dốc nhanh chóng. Ảnh, Getty. Những lo lắng của các nhà đầu tư về tình hình bệnh dịch đã kích hoạt một đợt bán tháo cổ phiếu khổng lồ trên toàn cầu trong tuần qua. Shanghai Composite và EURO STOXX 50 đã giảm lần lượt 5,2% và 12,4%. Nhà đồng sáng lập của Google, Larry Page đã mất 7,3 tỷ đô la tài sản ròng của mình vì ảnh hưởng. Ảnh, CNBC. Nhà đồng sáng lập khác của Google, Sergey Brin cũng mất 7 tỷ đô la tài sản ròng sau đợt bán tháo cổ phiếu. Ảnh, Business Insider. Sau khi đạt mức cao nhất vào ngày 30/1, vốn hóa thị trường của Microsoft đã giảm 53 tỷ đô la sau khi công ty phần mềm cảnh báo các nhà đầu tư rằng doanh thu quý đầu tiên cho năm 2020 sẽ không đáp ứng được hướng dẫn do COVID-19 ảnh hưởng đến các nhà cung cấp tại Trung Quốc. CEO của Microsoft, Bill Gates, đã mất 6,6 tỷ đô la, nhưng nó vẫn đủ để ông giữ vững vị trí người giàu thứ hai thế giới. Ảnh, FOX. Không chỉ các thương hiệu quần áo xa xỉ chịu ảnh hưởng của virus corona, thương hiệu thời trang nhanh Zara cũng chịu sụt giảm cổ phiếu. Ông chủ Zara Inditex, Ortega, đã mất 6,1 tỷ đô la, khiến giá trị tài sản ròng của ông xuống còn 70,9 tỷ đô la. Ảnh, Getty. Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.